Kính chào quý vị, bây giờ là chương trình thời sự 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 8 Tết Bính Thân, cũng là lúc chúng ta đã bắt đầu trở lại với những công việc đầu tiên của năm mới. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe để đạt được nhiều thắng lợi trong công việc. Bây giờ sẽ là những nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương trình thời sự tối nay. Trong 5 năm 2010-2015, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Long An đạt 14 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với kế hoạch. Trong bối cảnh thế giới còn không ít khó khăn, thì đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận của tỉnh nhà. Phần tin trong nước, sắc xuân trên bản đồ Điện Biên. Tin thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tiêu cực về kinh tế Mỹ Latin và Caribe trong năm 2016. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, với mục đích tạo sân chơi cũng như chăm lo đời sống văn hóa cho công nhân và nhân dân khu vực Đức Hòa nói riêng, tỉnh Long An nói chung, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, tập đoàn Tân Tạo tổ chức lễ hội Hoa Xuân Tân Đức. Lễ hội đã trải qua 5 mùa hội với rất nhiều màu sắc theo chủ đề và ý nghĩa riêng. Từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân, tập đoàn Tân Tạo đã tổ chức hội Hoa Xuân năm Bính Thân với chủ đề Xuân Tân Đức, Xuân Tri Thức. Hội Hoa Xuân năm 2016, Xuân Tân Đức, Xuân Tri Thức với ý nghĩa tôn vinh vùng đất Tân Đức, Đức Hòa, anh hùng trong thời chiến, thi đua xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tôn vinh giá trị của tri thức. Biểu trưng của vườn xuân năm nay chính là hình ảnh Linh Chợ Khỉ, một tay cầm trái đào, một tay đặt lên trán đón chào một năm mới với những khát vọng mới. Lễ hội Hoa Xuân Bính Thân 2016 có gần 30 loài hoa khác nhau cùng khoe sắc thắm, trải dài trên tuyến phố đi bộ. Cùng các tiểu cảnh, những linh vật tượng trưng cho 12 con giáp cũng được trang hoàng theo chủ đề của năm nay. Trong lễ hội Hoa Xuân năm nay, khách du xuân sẽ được tham gia các trò chơi dân gian hấp dẫn, thưởng thức văn hóa ẩm thực và vừa vui xuân vừa mua sắm tại khu hội chợ. Đồng thời sẽ được thưởng thức nghệ thuật cải lương, xem ca nhạc với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng. Lễ hội Hoa Xuân Bính Thân 2016, Xuân Tân Đức, Xuân Tri Thức đã thu hút đông đảo công nhân và người dân huyện Đức Hòa và các huyện lân cận đến vui chơi trong những ngày Tết. Thưa quý vị, dưới áp lực phát triển đô thị và công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và nguy cơ thiếu hụt lao động tại các khu cụm công nghiệp của tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, từ năm 2000, làn sóng đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp đã tràn về tỉnh Long An. Đến nay thì tỉnh Long An đã đi qua chặng đường 16 năm đầu tư và phát triển khu cụm công nghiệp để trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế không còn thuần đồng. Toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 13.000 hectare, trong đó có 16 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp ngày càng tăng. Cụ thể, khu công nghiệp là gần 57%, cụm công nghiệp đạt trên 85%. Các khu công nghiệp đã thu hút hơn 850 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng. Riêng các cụm công nghiệp thu hút trên 250 doanh nghiệp đăng ký thuê đất với diện tích gần 400 hectare. Ngoài ra còn có khoảng 1.850 dự án đầu tư ngoài khu cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 7.000 hectare được giao đất cho thuê đất chuyển mục đích. Các dự án này đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 100.000 lao động, trong đó lao động ngành may mặc, giày da, túi xách chiếm phần lớn. Việc hình thành và phát triển các khu cụm công nghiệp là hạt nhân và động lực phát triển của tỉnh Long An đã và đang tạo ra bước đột phá trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà, đồng thời tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ lao động lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn chuyển sang làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ tại các khu cụm công nghiệp. Thưa quý vị, các dự án doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng về số lượng, quy mô và chất lượng, đã thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp tăng theo và tất yếu là hàng hóa xuất khẩu ngày càng nhiều. Trong bối cảnh thế giới còn không ít khó khăn do cạnh tranh gay gắt, nhưng trong 5 năm 2010-2015, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Long An đạt 14 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với kế hoạch. Theo đó, mức tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh đạt khá cao với 20% một năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Long An tăng nhanh qua các năm, từ gần 1,9 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên 2,8 tỷ đô la Mỹ năm 2013 và đến năm 2015 là 3,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, doanh nghiệp nước ngoài tham gia xuất khẩu chiếm tỷ lệ khoảng 65%, còn lại là doanh nghiệp trong nước. Mặt hàng xuất khẩu đang có xu hướng dịch chuyển từ nhóm hàng nông sản sang nhóm hàng công nghiệp. Trong đó, xuất khẩu hàng công nghiệp nhẹ, tiêu thụ công nghiệp chiếm trên 80% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.
gần 20% còn lại là kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản. Mặc dù thị trường thế giới còn nhiều khó khăn, hàng hóa của Long An nói riêng và cả nước nói chung phải cạnh tranh gay gắt và chịu áp lực về rào cản kỹ thuật thương mại từ các nước nhập khẩu. Nhưng các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh trong năm 2015 vẫn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, đặc biệt là gạo với gần 900.000 tấn vượt kế hoạch. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có mặt trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, chất lượng sản phẩm xuất khẩu không ngừng được cải thiện, từng bước đáp ứng được yêu cầu của các thị trường thế giới. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định xóa quy hoạch diện tích trồng đay nguyên liệu với hơn 10.000 hectare. Toàn bộ diện tích này sẽ chuyển sang sản xuất hai vụ lúa cao sản theo quy hoạch phát triển nông lâm ngư nghiệp của tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Từ trước năm 2000-2005, trên các vùng đất nhiễm phèn, thiếu nước tưới, sản xuất lúa hè thu bắp bên, nông dân hai huyện Mộc Hóa và Thạnh Hóa đã trồng khoảng 3.000 hectare đay nguyên liệu với sản lượng khoảng 5.000 tấn một năm. Năm 2007, thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc mở rộng vùng nguyên liệu đay phục vụ nhà máy bột giấy Phương Nam, ngành nông nghiệp cùng Ủy ban Nhân dân hai huyện Mộc Hóa và Thạnh Hóa tập trung hỗ trợ giống, đầu tư nạo vét kênh mương, khuyến cáo nông dân chuyển đất lúa năng suất thấp sang trồng đay nguyên liệu. Kết quả năm 2007, toàn tỉnh gieo xạ trên 8.800 hectare. Bước sang năm 2008, Sở Nông nghiệp chỉ đạo tiếp tục tập trung công tác giống, đầu tư hạ tầng phục vụ kế hoạch sản xuất 9.000 hectare. Nhưng do chưa tin tưởng chính sách thu mua đay của nhà máy, nhiều nông dân trong vùng quy hoạch đã chuyển sang trồng lúa hè thu, nên diện tích trồng chỉ đạt 1.700 hectare trên 9.000 hectare kế hoạch. Do việc đầu tư hệ thống thủy lợi trong vùng nguyên liệu đay hoàn chỉnh đã giúp năng suất lúa tăng cùng với việc giảm và ngưng thu mua đay của nhà máy và hiệu quả từ trồng đay thấp nên diện tích đay giảm từ 3.000 hectare xuống còn 90 hectare năm 2013. Đến nay hầu như nông dân không còn sản xuất đay thương mại và chuyển sang trồng lúa. Thưa quý vị, những năm gần đây thì tỉnh Long An đã ưu tiên dành mọi nguồn vốn tạo cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp cùng nhà nước đầu tư phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông. Và chính những con đường được đầu tư có trọng điểm và quy mô như đường kênh 79, đường Thủ Thừa Bình Thành Hòa Khánh và đường Long Hậu Tân Tập đã giúp cho tỉnh Long An dần gỡ nút thắt về kết nối liên vùng, giúp tỉnh nhà thu hút đầu tư tốt hơn. Hầu hết các công trình giao thông hiện nay đã kết nối liên hoàn, thống nhất là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh, nhất là phát triển trên lĩnh vực công nghiệp. Là công trình đầu tiên của tỉnh được thực hiện theo phương thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, gọi tắt là hợp đồng BT. Đường Thủ Thừa Bình Thành - Hòa Khánh có chiều dài hơn 42 km với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn từ cầu Thủ Thừa đến quốc lộ N2 đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của người dân trước con đường mới khang trang rộng mở. Hiện nay về cái đất đai, rồi cái diện tích sản xuất hoa màu ở cái vùng ấp 3 của Tân Thành nói riêng này nè, thì phải nói rằng nó giá trị đất nó cũng tăng lên rồi, cái việc sản xuất giao lưu hàng hóa nó cũng là rất là thuận lợi. Mà hiện nay thì các cái đường này 88 này nó nối với N2 phải nói rằng là rất là thông thương, rất là thuận lợi cho bà con ở vùng sâu này. Ngoài việc thay đổi diện mạo địa phương, đường Thủ Thừa Bình Thành Hòa Khánh còn là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, rút ngắn khoảng cách 30 km giao thông đường bộ từ thành phố Tân An đến huyện Đức Huệ, đồng thời kết nối tuyến N1, N2, tạo động lực và mở ra tương lai cho sự phát triển kinh tế xã hội của năm xã vùng sâu, vùng xa của hai huyện Thủ Thừa và Đức Huệ. Có tuyến đường này giúp cho nhân dân là của huyện Thủ Thừa, đặc biệt là các xã như là Tân Thành, thị trấn Thủ Thừa, Long Thành, Tân Lập, Long Thạnh sẽ có điều kiện phát triển cái kinh tế xã hội, đặc biệt như hiện nay là đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, là có những cái loại cây trồng vật nuôi đưa vào là sản xuất đạt được cái hiệu quả. Bên cạnh phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp thì trong hướng tới khi là cái đường này đã đưa vào hoạt động thì sẽ giúp cho cái vấn đề là thương mại dịch vụ sẽ từng bước được phát triển. Cách đây hơn 10 năm, dù là địa bàn giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, nhưng xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc vẫn là vùng đất hoang sơ, thường xuyên bị ngập mặn. Đến nay, địa phương được quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng. Cùng với việc thu hút đầu tư, từ năm 2006, khu công nghiệp Long Hậu đi vào hoạt động đã tạo việc làm không chỉ cho người dân địa phương mà còn các tỉnh lân cận.
Vì vậy, người dân nơi đây rất mong muốn con đường Tân Tập Long Hậu sớm được hoàn thành, giúp địa phương khởi sắc hơn nữa. Đường Tân Tập Long Hậu có tổng kinh phí xây dựng trên 3.000 tỷ đồng với chiều dài hơn 15 km. Mặc dù đường được xây mới hoàn toàn trên nền đất yếu, nhưng với sự quyết tâm của nhà thầu và chủ đầu tư, nên giai đoạn 1 của dự án từ sông Rạch Dừa đến khu công nghiệp Long Hậu với chiều dài 2,3 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2015. Trong quá trình làm thì nó cũng có rất là nhiều cái khó khăn, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thì bên đơn vị chủ tư là Ban Quản lý Giao thông và Sở Giao thông thì tạo điều kiện hết sức để cho nhà thầu và hỗ trợ hết sức để nhà thầu có thể bàn giao được cho nhà thầu cái mặt bằng sớm nhất để nhà thầu thi công. Và đặc biệt là chính quyền địa phương thì cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong cái quá trình làm. Khi con đường Tân Tập Long Hậu giai đoạn 2 hoàn thành, cùng với đường Đức Hòa Tân Tập sẽ phát huy khai thác kinh tế cặp sông Xoài Rạp, cảng quốc tế Long An nối với đường Nguyễn Văn Linh cũng như kết nối cảng Hiệp Phước thành phố Hồ Chí Minh. Đến lúc đó, có thể nói Cần Giuộc cơ bản xây dựng nền tảng công nghiệp địa phương. Giai đoạn 2011-2015, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng hạ tầng giao thông phục vụ cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.600 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn này, tỉnh còn sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng, huy động vốn của doanh nghiệp. Hiện nay thì cái đường tuyến Thủ Thừa Bình Thành thì đang tiếp tục đã có cái nguồn vốn của Bộ Kế hoạch Đầu tư đã triển khai tiếp tục và hiện nay đang tổ chức thi công là các tuyến của các gói thầu trên tuyến. Và cái năm dự kiến là năm 2018, là cuối năm 2018 sẽ hoàn thành. Riêng cái tuyến đường Tân Tập Long Hậu thì hiện nay là cũng đang trình Bộ Kế hoạch Đầu tư, đang trình Chính phủ để bố trí cái nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, thì sẽ tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện. Thì dự kiến riêng cái tuyến này do tổng mức đầu tư lớn sẽ hoàn thành, dự kiến nếu mà được thì sẽ hoàn thành trong năm cuối năm 2019. Khi những tuyến đường mới giai đoạn 2016-2020 được hoàn thành, sẽ tạo ra một hệ thống đường bộ mang tính chiến lược, ổn định, phát triển bền vững, đưa tỉnh nhà thành vùng kinh tế trọng điểm của miền Nam. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin trong nước đáng quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, đến Bản Nôm, xã Triềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vào những ngày này, sắc xuân đang ngập tràn trên mảnh đất từng là nơi đặt sở chỉ huy đầu tiên của chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm tổng tư lệnh. Từ nơi bản làng còn nhiều khó khăn, người dân đang rộn ràng để đón một cái Tết được ấm cúng và hạnh phúc. Bản Nôm hiện có 74 hộ với hơn 300 nhân khẩu. 100% là bà con dân tộc Thái. Những năm gần đây, bản Nôm đã thay da đổi thịt mạnh mẽ. Trước đây, đời sống nhân dân trong bản rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 70%. Khoảng 3 năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. 100% các hộ gia đình trong bản đều được sử dụng điện lưới quốc gia. Cả bản có 3 điểm trường mầm non và trường tiểu học được xây dựng kiên cố. Đặc biệt, từ năm 2014, tuyến đường bê tông nối liền quốc lộ 279 đến bản Nôm được xây dựng theo chương trình 1-3 năm đã giúp người dân thuận tiện trong đi lại. Bây giờ thì bước sang năm mới thì cảm thấy của bản thì tốt hơn. Đến bản Nôm hôm nay, những lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới trên những mái nhà. Người dân nơi đây đang hối hả chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng hơn. Gặp các cụ già đã từng sống trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, chứng kiến sự thay đổi của mảnh đất lịch sử này, họ không giấu nổi niềm tự hào. Khi chống Pháp giải phóng Điện Biên thì bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ nhà cửa thoải mái, lúc đấy là hai cái nhà như nói bữa nãy đấy. Bây giờ là rất là nhiều con nhiều cháu. Là cuộc sống của dân thì nó nâng lên, đấy là có chỗ nói thì cũng ít, mà bây giờ dân phải nói có cái nhà ở như thế này là rất là sung sướng lắm. Nhìn chung ấy thì coi là trong những năm qua được Đảng nhà nước quan tâm, thế nhưng bà con nhân dân ở chỗ bản Nôm ấy thì nhìn chung là cũng
có cái sự thay đổi. Sự thay đổi thì xuất phát từ các cái chương trình dự án như Đảng Nhà nước đầu tư chương trình hỗ trợ về cây, về con. Đấy, rồi nữa là cái sự còn cần cù của bà con nhân dân ấy thì có một cái bước phát triển so với các cái năm trước. Bà con dân yên tâm sản xuất và có cái động cơ phấn đấu hơn. Bản Nơm, xã Chiền Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên giờ đây vẫn đang trên đà khởi sắc. Nhưng kỳ vọng của chính quyền và người dân nơi đây còn hơn thế. Xã có thế mạnh với di tích lịch sử, với hang Thảm Búa, gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ. Thế nhưng những năm qua, việc tôn tạo di tích và phát triển du lịch lịch sử vẫn chưa được chú trọng đầu tư. Các ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa để khai thác những thế mạnh sẵn có của địa phương, để Bản Nơm nói riêng và xã Chiền Đông nói chung ngày càng thay da đổi thịt mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, mỗi vùng đất trên quê hương Việt Nam đều có một loại cây trái đặc trưng. Cây nho được du nhập vào Ninh Thuận từ năm 1960 và đã trở thành loại cây gắn bó với mảnh đất đầy nắng và gió này. Vườn nho Ba Mọi là một trong những vườn nho nổi tiếng của tỉnh Ninh Thuận. Vườn rộng hơn 20 hecta, có tới 7 loại nho khác nhau, trong đó có 4 loại nho tươi ăn quả, 3 loại dùng để làm rượu. Gắn bó với nghề trồng nho gần 40 năm. Công việc hàng ngày của ông Ba Mọi bắt đầu từ sáng sớm đến tận chiều tối. Vào những ngày cận Tết, công việc ở vườn nho càng bận rộn hơn, khi khách đến tham quan, mua bán đông hơn ngày thường. Tôi là một trong những nông dân đầu tiên của tỉnh để phát triển nghề trồng nho cho đến ngày hôm nay. Tính ra đến giờ này thì với đeo đuổi cái nghề nho này đã hết nửa cuộc đời của tôi. Cụ thể là đã gần 36 năm rồi. Và đương nhiên là trong 36 năm đó thì có những lúc vui buồn lẫn lộn, có những cái sự thành công cũng rất là đáng vui, đáng mừng, nhưng mà có những cái sự thất bại cũng rất là đáng để là rút kinh nghiệm. Em mở đầu vào xong là nhìn khách du lịch, hiểu chưa? Thưa quý vị, Ninh Thuận là vùng đất chỉ có nắng, gió và cát, thời tiết thì khắc nghiệt, tuy nhiên chính tại nơi đây lại được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho những vườn nho mà không nơi nào có thể có được. Những năm gần đây, nghề trồng nho đã mang lại thu nhập khá cho nhiều người dân tỉnh Ninh Thuận. Một mảnh đất khô cằn chỉ có nắng và gió, để giúp nhiều người biết đến nghề trồng nho. Một số vườn nho đã mở cửa cho khách du lịch vào tham quan thưởng thức nho miễn phí. Chính cách làm này đã khiến du khách hiểu thêm về mảnh đất con người ở vùng đất Nam Trung Bộ này. Cảm xúc của mình thật là lần đầu tiên được thăm một vườn nho ở Việt Nam, cảm thấy rất là bỡ ngỡ, bởi vì tại Việt Nam thì chưa có được thăm mấy cái vườn nho lớn như này như bao giờ. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi tới đây tự nhiên là cảm thấy mình có động lực hơn trong cuộc sống, cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn, bởi vì mình thuận lợi hơn, mình không phải làm nông nghiệp. Phải nói là người dân của Việt Nam mình ở khắp mọi miền đất nước thì nỗ lực rất là nhiều để xây dựng cho đất nước ngày càng lớn mạnh hơn, giàu đẹp hơn. Là vùng đất có lượng mưa thấp cả năm, nên vào dịp Tết người trồng nho vẫn luôn bận rộn. Với họ, những ngày vườn trĩu quả cho thu hoạch, bán nho được giá là những ngày đem lại niềm vui như Tết. Và niềm vui ấy càng được nhân lên trong những ngày này,